Siêu biệt thự được thiết kế theo kiểu kiến trúc tân cổ điển rất là đẹp. Chào mừng đại gia đình đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tiến, chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, cũng như trên kênh hệ thống Zalo, Facebook và fanpage Nhà đất Hoàng Tiến.vn. Buổi chiều ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến khách hàng một căn biệt thự phố được thiết kế theo kiểu tân cổ điển, kiến trúc Pháp rất là đẹp. Nằm trên trục đường Hà Huy Giáp thuộc phường Thạnh Xuân, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền chính phía bên ngoài của căn nhà mà hôm nay Nhà đất Hoàng Tiến đang muốn gửi đến cho khách hàng. Cũng như căn nhà mình thì đang có diện tích là ngang 5,5m và chiều sâu căn nhà mình lên đến 16m và được anh chị nhà đúc kiên cố một trệt và 3 lầu. Công năng sử dụng của căn nhà mình thì sẽ có khoảng sân để xe gắn máy, phòng khách, phòng bếp và mình sẽ có tới 4 phòng ngủ cũng như 6 nhà vệ sinh và mình sẽ có một cái cầu thang máy có trọng tải lên đến 500kg thì rất là thuận tiện chúng ta mua ở và mở phòng công ty cũng như kinh doanh. Với căn nhà góc hai mặt tiền và được thiết kế theo kiểu biệt thự Roma, kiến trúc Pháp rất là đẹp. Và đây là khu vực mặt tiền chính phía bên ngoài của căn nhà. Căn nhà mình thì được thiết kế cũng như đắp rất là nhiều những hoa văn chỉ nổi trang trí rất là đẹp. Và mình có những lan can được làm bằng sắt uốn hoa văn cũng như những mảng cửa sổ được các chị nhà làm bằng gỗ cao cấp rất là đẹp và với một cái hệ thống đèn rất là đẹp và rất là lung linh, cũng như khu vực mặt tiền phía ngoài được các chị nhà phun cát rất là bền, rất là đẹp và rất là chắc chắn. Mình cùng nhìn lại cái khu vực mặt tiền chính phía ngoài của căn nhà cũng như là cái mặt tiền bên hông để di chuyển vào khu vực bên trong để giới thiệu cho hàng tham quan về một căn nhà chỉ với giá 7 tỷ, hơn 7 tỷ một chút xíu là quý khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà góc hai mặt tiền nằm trên trục đường Hà Huy Giáp thuộc phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh và chỉ cách trục đường chính đường Hà Huy Giáp phía bên ngoài tầm cỡ khoảng độ 30 đến 35 mét thôi. Mình có một con đường xe hơi, xe tải di chuyển vào bên trong căn nhà mình rất là thuận tiện và rất là dễ dàng. Và mình cùng nhìn lại cái khu vực mặt tiền chính phía bên ngoài của căn nhà để di chuyển vào khu vực ở bên trong để giới thiệu cho hàng về một căn nhà đang có hướng chính là hướng nam phù hợp cho khách hàng thuộc mệnh đông tứ trạch và hướng bên hông là hướng tây phù hợp cho khách hàng thuộc mệnh tây tứ trạch. Và với căn nhà nằm trên con hẻm thông với hai hướng thuận tiện cho khách hàng mua ở để mở văn phòng công ty và hợp với lại cả hướng đông cũng như hướng tây. Và mình cùng nhìn lại cái khu vực mặt tiền chính bên ngoài của căn nhà để di chuyển vào khu vực bên trong thì căn nhà mình sẽ có một bộ cửa nhôm đúc mạ đồng ở phía ngoài thì đang được các anh chị chủ nhà chuẩn bị lắp ráp và kế tiếp thì mình sẽ có một cái khoảng sân khoảng độ 2m, hơn 2m để mình để xe gắn máy và một bộ cổng đúc nhôm mạ đồng này thì chuẩn bị sẽ được thay thế bộ cửa sắt phía bên ngoài. Và đây là khoảng sân ở phía bên trong thì mình để xe gắn máy cũng như được anh chị ở nhà thiết kế rất là đẹp với sàn nhà mình được lót đá và hai bên tường thì mình cũng có những cái mảng tường rào trang trí rất là đẹp. Và mình cùng nhìn lại cái khu vực mặt tiền chính phía bên ngoài căn nhà được thiết kế theo kiến trúc tân cổ điển rất là đẹp và toàn bộ mặt tiền được phun cát. Với căn nhà được thiết kế có hai lớp cửa, sẽ có một bộ cửa đồng nhôm đúc mạ đồng phía bên ngoài và bên trong mình sẽ có thêm một bộ cửa bốn cánh được làm bằng gỗ rất là bền và rất là đẹp. Cũng như căn nhà mình thì được thiết kế có thang máy cũng như là toàn bộ cửa mình được sử dụng bằng vân tay cảm ứng và mình có thể điều khiển từ xa cũng như mình có thể bật tắt rất là thuận tiện. Và với căn nhà mình có bề ngang lên đến 5,5m, xây dựng 4,5m, mình có một cái hành lang 1m ở phía bên hông để mình ở ra bên ngoài vui chơi và hóng mát cũng như là trồng cây rất là thuận tiện và rất là dễ dàng. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong là khu vực không gian phòng khách chính của căn nhà. Thì mình sẽ có một bộ bàn ghế gỗ được anh chị nhà sắm sẵn để tặng kèm và hai bên tường mình cũng được ốp gỗ cao lên khoảng độ hơn 1m và có sắm sẵn cho mình cái tivi tặng kèm cũng như đồng hồ treo tường. Và mình có bộ cửa sổ mở ra bên ngoài lấy gió và ánh sáng rất là thoáng và rất là mát, cũng như phía bên trên mình có những mảng trần được đắp hoa văn chỉ nổi trang trí rất là đẹp và mình có một chiếc đèn
trang trí ở khu vực không gian phòng khách của căn nhà. Và di chuyển là vào khu vực bên trong một chút thì mình sẽ có một cái phòng để mình có thể để những đồ dùng lặt vặt của gia đình, cũng như là một cái kho. Và phía bên ngoài mình sẽ có một cái hành lang rất là rộng và được anh chị nhà thiết kế cho mình có một cái thang máy có trọng tải lên đến 500 kg, di chuyển từ dưới trệt lên đến sân thượng, và một cái cầu thang bộ thì đi xung quanh cầu thang máy và khu vực hành lang cầu thang bộ và cầu thang máy. Mình có thêm một bộ cửa cuốn được anh chị nhà thiết kế rất là đẹp, rất là thoáng và rất là mát để tiện mình đi ra cái khoảng sân bên hông của căn nhà. Rất là thuận tiện, rất là dễ dàng cũng như rất là đẹp. Và di chuyển ra khu vực phía sau thì mình sẽ đến với lại khu vực không gian phòng bếp cũng như khu vực nhà vệ sinh căn nhà. Thì với căn nhà mình được thiết kế phòng bếp ở phía sau, cái nhà vệ sinh thì được anh chị nhà thiết kế nằm sát với là khu vực cầu thang bộ cũng như cầu thang máy của căn nhà, được anh chị thiết kế rất là đẹp. Bên trong nhà vệ sinh căn nhà mình được ốp gạch đá cao lên kín tường, rất là sạch sẽ và thoáng mát với nội thất rất là cao cấp. Nhà vệ sinh được ốp đá tới 60 1m2, cao lên kín tường rất là đẹp. Mình có hệ thống đèn chiếu sáng như hệ thống lavabo bàn cầu, và toàn bộ cửa bên trong căn nhà mình được sử dụng bằng gỗ. Và di chuyển là khu vực không gian bằng phòng ăn thì mình sẽ có một bộ bàn ăn, 6 ghế được anh chị nhà sắm sẵn để tặng kèm, và một bộ cửa sổ mở ra bên ngoài cho gió và ánh sáng rất là thoáng và rất là mát. Và với căn nhà được thiết kế theo kiểu kiến trúc tân cổ điển, toàn bộ phòng căn nhà mình được ốp trần trang trí rất là đẹp với hoa văn chạm trổ bằng nhũ đồng rất là đẹp. Và với căn nhà được thiết kế tặng kèm full nội thất bên trong, và chỉ với giá hơn 7 tỷ một chút thôi là quý khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đẹp 7 tỷ 550 triệu đồng. Còn thương lượng thì quý khách hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với lại gia đình mình thì nhanh tay liên hệ về theo số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tín Hoàng Hàng đi xem, cũng như để quý khách hàng có thể sở hữu cho mình một căn nhà góc khai mặt tiền được thiết kế theo kiểu dạng biệt thự mini phố kiến trúc Roma. Và đặc biệt căn nhà mình sẽ có thêm cầu thang máy thì rất là thuận tiện để khách hàng di chuyển lên trên lầu, và thuận tiện khách hàng mua ở và mở văn phòng công ty chỉ với giá hơn 7 tỷ một chút xíu thôi, 7 tỷ 550 triệu đồng. Còn thương lượng là khách hàng được sở hữu cho mình một căn nhà đang có hướng chính là hướng chính nam, hướng bên hông là hướng tây, phù hợp với khách hàng thuộc mệnh đông cũng như mệnh tây tứ trạch. Và bây giờ mình sẽ di chuyển lên khu vực không gian phòng ngủ phía trước của căn nhà. Toàn bộ cửa bên trong căn nhà mình được sử dụng bằng gỗ bản nguyên khối rất là đẹp. Bên trong không gian phòng ngủ thì mình có giường, tủ, cái đấy tivi cũng như tivi tặng kèm, và cửa đi ra ban công phía ngoài thì gió và ánh sáng rất là thoáng và rất là mát. Với hai bộ cửa mở ra bên ngoài và nhà vệ sinh riêng biệt sử dụng rất là thuận tiện và rất là dễ dàng, được anh chị nhà thiết kế với hệ thống lavabo bàn cầu rất là cao cấp. Di chuyển ra khu vực phía sau, mình sẽ đến với lại khu vực không gian phòng ngủ phía sau căn nhà, sẽ có một cái cầu thang máy ở giữa khu vực căn nhà và có cửa để mở ra ban công phía bên ngoài rất là thoáng và rất là mát. Cũng được anh chị trồng cho mình có những mảng cây xanh ở phía bên ngoài tạo không gian xanh cho căn nhà. Và đây là không gian phòng ngủ số 2 căn nhà. Căn nhà mình được thiết kế có 4 phòng ngủ thì được anh chị nhà full nội thất 2 phòng, và 2 phòng còn lại thì anh chị mới sắm cho mình thêm kệ để tivi và tủ quần áo và máy lạnh tặng kèm. Đây là không gian phòng ngủ số 3 số 2 của căn nhà với 4 phòng ngủ được thiết kế giống nhau. Và toàn bộ phòng ngủ căn nhà mình thì được thiết kế có nhà vệ sinh riêng, nhà vệ sinh khép kín sử dụng rất là thuận tiện. Thì quý hàng đang xem video, khi đang quan tâm đến căn nhà có thang máy nằm trên con hẻm một xẹt hẻm thông thuộc đường Hào Huy Giáp thuộc phường Thạnh Lộc quận 10 Thạnh Xuân quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, thì quý hàng nhanh tay liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tiến đón hàng đi xem một căn biệt thự full cát và được thiết kế theo kiến trúc Roma rất là đẹp.
Và chỉ với giá hơn 7 tỷ một chút xíu thôi, căn nhà gốc hai mặt tiền. Chỉ giá miếng đất này thì cũng rơi vào tầm khoảng độ 5 tỷ, hơn 5 tỷ một chút rồi. Cho nên căn nhà này được anh chị chủ nhà xây dựng rất là tâm huyết. Và bây giờ anh chị chưa có nhu cầu ở, cho nên anh chị sẽ nhường lại cho khách hàng đang có nhu cầu cũng như là đam mê sở hữu căn nhà biệt thự mini phố kiến trúc châu Âu. Và chỉ với giá hơn 7 tỷ một căn nhà có thang máy, quý khách hàng nhanh tay liên hệ về theo số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tín nói hàng đi xem. Căn nhà này thì đã có sổ hồng riêng, giấy tờ pháp lý rõ ràng, và anh chị mình có thể mua bán cũng như công chứng sang tên trong ngày. Và căn nhà này thì anh chị có hỗ trợ qua ngân hàng, nếu gia đình mình có nhu cầu cần vay thêm thì chị sẽ hỗ trợ cho gia đình mình với mức vay tối đa căn nhà lên đến 6 đến 80% giá trị của căn nhà này. Và căn nhà mình thì nằm trên trục đường Hà Huy Giáp, gần với lại trường Cao đẳng Điện lực, thuộc đường Hà Huy Giáp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Thì thuận tiện để khách hàng di chuyển về trung tâm thành phố bằng con đường Hà Huy Giáp nối dài với lại trục đường Nguyễn Oanh để mình về trung tâm thành phố cũng như về sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Và từ vị trí căn nhà mình di chuyển về sân bay thì tầm cỡ khoảng 15 phút, và mình về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh thì tầm cỡ khoảng độ 25 đến 30 phút, để có thể đi bằng nhiều con đường Nguyễn Oanh, con đường Phan Văn Trị đều vào được trung tâm thành phố cũng như sân bay của thành phố Hồ Chí Minh. Và chỉ với một trục đường nối dài, trục đường Nguyễn Oanh sang trục đường Hà Huy Giáp là mình đã về đến trung tâm thành phố Hồ Chí Minh rồi. Căn nhà rất là thuận tiện đến hàng mua ở và một phòng công ty cũng như thuận tiện để gia đình đi lại. Thì trên kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tiến thì chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh như là quận Tân Bình. Quý hàng đang xem video cũng như đang muốn lựa chọn cho gia đình một căn nhà nằm trong ba quận, quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, thì quý hàng có thể ghé vào kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tiến để quý hàng tham quan cũng như lựa chọn cho gia đình mình một căn nhà ưng ý. Và những căn nhà này thì thuộc đường Hà Huy Giáp, phường Thạch Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, và chỉ với giá 7 tỷ, hơn 7 tỷ một chút thôi. Một căn nhà được thiết kế theo kiến trúc Roma Ý rất là đẹp, có rất là nhiều hoa văn chỉ nổi, và đặc biệt căn nhà mình được anh chị nhà thiết kế mặt tiền bên ngoài được phun cát rất là bền và rất là đẹp cũng như rất là chắc chắn. Khu vực cầu thang máy căn nhà mình được thiết kế lên đến tận sân thượng nên là rất là thuận tiện để gia đình di chuyển lên trên lầu, lên trên sân thượng để mình có thể lên mở tiệc ăn nhậu cuối tuần cũng như vui chơi và giặt đủ quần áo thì đi lại rất là thuận tiện. Và đây là khu vực phía sân sau căn nhà, có làm cầu thang để đi lên trên mái, rất là thuận tiện để gia đình sử dụng. Rồi video Nhà đất Hoàng Tiến ở đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý khách hàng trong những video tiếp theo.